Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai thì trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Kinh Đầu Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Đẳng, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai vàng tầm khoảng mười mấy đến 20 cây với cô chú anh chị. Đa số là những cây già mùa ha, rất là già cây cô chú anh chị mình sưu tầm về ghép những giống mới ạ. Em xin phép cùng clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ, cây thì cốt càng khá là đều nha cô chú anh chị. Để có hết cho cô chú nha. Đủ dáng đủ kiểu luôn ha cô chú anh chị. Giá thì tầm khoảng vài trăm ngàn thôi nha quý cô chú. Rồi em xin phép cô clip chia sẻ luôn ạ. Dạ em xin chào anh Đẳng ơi. Rồi chào em ha. Hôm nay tiếp tục clip của ngày hôm trước ha cô chú anh chị. Còn bây giờ cũng được mười mấy phôi mai ha. Tàn có, mini có ha, chậu có. Rất mong cô chú anh chị lần sau ủng hộ con clip này nữa ha. Để không mất thời gian nữa đi vào cây mã số 1 thôi cô chú anh chị. Dạ mã số 1. Đó. Mai vàng nhỏ gọn nha cô chú anh chị. Hàng mini đấy bạn ha cô chú anh chị. Cây sống khỏe rồi, không chết chóc gì nữa chưa. Dạ cây cao được 18 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 28 ha. Dạ hoành thân đo được 15 ha cô chú anh chị. Tổng nội đế là 55 ha. Đó đến cái mã số 1 này sẽ lộn. Để con nói trước là clip hôm trước đi cô chú anh chị ơi, cái mã 21 ha. Dạ, 21. Cho dễ ha. Cái mã 21 nha. Rồi cái mã 21 này xin giao lưu giá 200 ngàn nha cô chú anh chị. Dạ. Đó nói đâm luôn. Từ lúa trong đó. Sống khỏe rồi cô chú anh chị ơi, về mình ghép vô cái chậu mình để bàn ha. Dạ. Cây nó già lắm rồi. Rồi tiếp tục con đổi cây ha. Cây mã 22 ha cô chú anh chị. Dạ 22, cây này thì cốt cành có luôn cô chú anh chị ha. Cốt cành có, cô chú anh chị ơi, về mau chơi nữa. Đế cũng quay quái nè. Có 200 ngàn nè. Dạ cây cao 45 ạ. Dạ đường kính bầu dài nhất là 35 ạ. Hoành thân đo được 16 ha cô chú anh chị. Dạ tổng nội đế nó là được 60 nha cô chú anh chị. Dạ tới lâm sổ là 15 ha. Rồi đến với cây mã 22 này xin giao lưu giá 200 ngàn cô chú anh chị. Dạ. Quá dễ chơi luôn. 200 ngàn à. Mai vườn của mình nữa cô chú anh chị ơi. Còn đổi cây à. Mã số 23. Rồi tiếp tục con mã 23 ha cô chú anh chị. Rồi. À. Rồi. Nhắn bài hồi đầu luôn nha cô chú anh chị. Hơn 3 hay là như vậy. Dạ anh đo cần bài được 35 hay cô chú anh chị. Đo cũng ghế dài này nó cũng quái là 15 ha. Quỳnh Thăng đo được chỗ này 17 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 29 ha. Rồi đến cái mã 23 này xin giao lưu giá 300 ngàn nha. Rồi bán xả luôn cô chú anh chị ơi, 300 ngàn là dễ chơi lắm. Rồi xin phép đổi cây ạ. Rồi tiếp tục cái mã 24 ha. Ở đó thì cũng tự tự cái mã 23 cô chú anh chị. Dạ cần bay được 30 ha. Đó cái đuôi dài được 20 ha cô chú anh chị. Hoành thân đo được 12 ha. Dạ đường kính bầu là đo được 28 nha cô chú anh chị. Đến cái mã 24 này xin giao lưu giá 250 ngàn ha. Dạ rồi xin phép đổi cây ạ. Đây mã số 25. Tiếp tục cái mã 25 ha cô chú anh chị. Cây lùng lực ha. Dạ cây cao 25 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 32 ha. Hoành thân đo được chỗ này là 18 ha cô chú anh chị. Dạ tổng nội đế được 80 ha. Rồi đến với cái mã 25 này xin giao lưu giá 300 ngàn nha. Dạ mặt các cái nhựa mạnh luôn nha cô chú. Dạ 300 ngàn cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Mã số 36. Đó cái này mình chơi bonsai mini để bàn ha cô chú anh chị.
Dài xuống mà làm xuống chơi chân nó còn dài lắm đó, cô chú vậy. Dễ chơi ha. Dạ cây cao là 24 mà. Bình thăng đo lùi chỗ này là 18 đây cô chú anh chị. Dạ tổng nồi đế là 45 mà. Đường kính bầu dài nhất là 28 nha cô chú anh chị. Rồi đến với cây mã 25 này con xin 26 ạ. Cây mã 26 này xin giao lưu giá 250 ngàn ha. Dạ 250 ngàn. Đổi cây à. Rồi tiếp tục cây mã 27 ha. 27 chẹt lắc nhẹ luôn cô chú anh chị, phong cao luôn ạ. Dạ cây này phun cao ha, cốt cành nó nhiều ha cô chú anh chị, giờ mình ghép cũng dễ chơi. Dạ cây cao được 75 à, đường kính bầu dài nhất là 36 à. Dạ bình thân chỗ này em đo được 20 à, đo thoát thân nè. Dạ thoát thân tay cành em đo được là 15 ha cô chú anh chị. À cốt nó nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Đến cái mã 27 này xin giao lưu giá 300 ngàn ha cô chú anh chị. Giá 300 ngàn à. 300 ngàn là về mình ghép cái mình như cái cây tàn thông mình chơi Tết ha. Rồi đổi cây à. Dạ mã số 28. Rồi tiếp tục cây mã 28 ha. Ở cây này khúc cành nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Dạ cây cao được 85 ạ, đường kính bầu dài nhất là 33 ha cô chú anh chị. Bằng này như thú vậy ha cô chú. Nó không có bị mục vậy ha, bằng lóng tay ha cô chú anh chị. Dạ em xin thông số luôn ạ. Ồ cây này nó quái lắm cô chú anh chị ơi. Đo thông số luôn ha. Dạ hoành chỗ này em đo được 17 ha. Đường kính bầu dài nhất là 33. Rồi đến với cây mã 28 này xin giao lưu giá 300 ngàn ha cô chú anh chị. Dạ. Đó 300 ngàn được cây mai mini mình chơi ha. Cây này nó cũng quái cây lắm ha. Đổi cây ha cô chú anh chị. Mã số 29. Rồi tiếp tục cây mã 29 ha cô chú anh chị. Cây cốt cành có sẵn ha, cốt đóng tùm lum mới cho cô chú chị ơi. Dạ cây cao được 50 à, đường kính bầu dài nhất là 40 à, bình thân đo được chỗ này là 16 à. Dạ tổng là đế nó cỡ 75 ha cô chú anh chị. Nó nhìn nó cũng viên cây lắm ha cô chú anh chị. À, cốt nhóc bây giờ về mình cũng dễ ghép, mình chọn đầu cành mình ghép cho nhanh ha. Rồi đến với cây mã 29 này xin giao lưu giá 400 ngàn ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi xin phép đổi cây ạ. Dạ mã số 30. Mã 30 ha, một cây bay ha cô chú anh chị. Dạ cây cao được 53 ha, đường kính bầu dài nhất là 37 ha cô chú anh chị. Bình thân đâu được chỗ này 22 ha. Đó vậy sao mình tắn lùng cô chú anh chị. Cây nó cũng quái quái cây nè, nó cũng già già cây cô chú anh chị ơi. Đến cái mã 30 này xin giao lưu giá 400 ngàn ha. Dạ cây lên tược sống khỏe luôn ha cô chú anh chị. À, về mình chọn ra mình chơi đổ nó cũng được ha, chuyển thế đó cô chú anh chị ơi. Rồi xin phép đổi cây à. Dạ mã số 31. Rồi cây có cốt cành sẵn ha cô chú anh chị. Không đều quá cô chú anh chị ơi, thì nó cũng lạ cây nè. Dạ cây cao được 68 à. Cái tán ngang đo được là 51 à.
Mình thăng đâu chỗ này là 19 ha cô chú anh chị. À, cốt cạnh nó bẻ nhẹ vàng nhạo chưa ha cô chú anh chị. Đây như cái đuôi vậy ha. Rồi đến với cái mã 34 là xin giao lưu giá 400.000 ha cô chú anh chị. Này về mình dục vô cái chậu là mình chơi là Tết năm sau là bông vivo ha cô chú anh chị. Mai này mình không có sợ chết bậy nữa. Mai nó già cây lắm rồi. Rồi tiếp tục cái mã 32 ha. Cây cốt cành như sắp ha. Cái già cây lắm rồi nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ cây cao được 75 ạ. Đường kính bầu dài nhất là 35 ạ. Quỳnh thăng đo được chỗ này 22 ha cô chú anh chị. Đo thoát thân là được 14 ha. Cây chật ha. Đế cũng lai gai ha cô chú anh chị. Có gành phóng này rất là duyên ha. Để đo cái tán ngang, cái tàn ngang của nó ha. Cái tàn ngang đo được là 45 ha cô chú anh chị. Đó, nguyên cái phơm tàn dù sẵn ha. Về cái này lên tượng là mình chơi thôi. Rồi đến cái mã 32 này cô xin giao lưu giá 500.000 ha cô chú anh chị. 32 là 500.000 ha. Cái mã 33 ha cô chú anh chị. Nguyên con heo cô chú anh chị ơi. Mình ghép thọ hương phải không ạ? Này ghép cúc thọ hương ha cô chú anh chị. Dạ, 2 bò nha cô chú. 2 bò ha. Nguyên cái bạch cũ luôn nè cô chú anh chị ơi. Này như heo vậy. Dạ hoành thân là được 16 ha cô chú anh chị. Cây cao là 15 ha. Tính luôn cái tán nó là 32 ha cô chú anh chị. Cái tán ngang nó ở đây là được 45 ha cô chú anh chị. Để đo cái cũ đó ha. Nguyên cái cụ đặt nó là 38 ha cô chú anh chị. Nguyên cái cũ luôn rồi. Rồi đến cái mã 33 này, cái mai vàng ghép cúc thọ hương này xin giao lưu giá 600.000 nha. Dạ. Ship luôn cái chậu nha cô chú anh chị. Mà cái chậu này nó có bể thôi nha cô chú anh chị. Chậu này nó cũng bể bung ơi tùm lum hết trơn rồi. Nguyên cây cúc ha. Tết tới là mình chơi bông vivo ha. Rồi tiếp tục cái mã 34 nha cô chú anh chị. Nguyên thú lên lết ha. Viên cây lắm cô chú anh chị ơi. Dạ cái cần ba cũng đo được là 18 hay cô chú anh chị. Bình thăng đo được 16 ha. Tổng là đế là 75 hay cô chú anh chị. Cái đường kính bầu dài nhất là 35 ha. Thì nó cũng già cây lắm rồi cô chú anh chị ơi. Đến cái mã 34 này xin giao lưu giá 400.000 ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Con đổi cây à. Cái mã 35 ha cô chú anh chị. Lùng liền đế nôm nha cô chú. Cây này nó bể tùm lum hết ha cô chú anh chị. Nó cục lên cục hết rồi ha. Dạ cây cao được 40 ạ. Đường kính bầu dài nhất là 52 ạ. Quỳnh thăng ra được chỗ này 22 ha cô chú anh chị. Đế số nơ mà được 25 ha. Tổng nồi đế nó cỡ 1m3 ha cô chú anh chị. Nguyên một cục đế luôn. Ở đây nó bể tùm lum hết trơn ha cô chú anh chị. Rồi đến với cây mã 35 này xin giao lưu giá 1.200.000 ha. Dạ 1.200.000. Cây già cây lắm rồi. Dạ rồi. 6 ha cô chú anh chị. Cây chật ha. Đó. Nhìn là biết mai vườn chính hiệu ha cô chú anh chị.
lưng gông tùm lum hết à. Dạ cây cao được 60 à. Đường kính bầu dài nhất là 42 à. Vành thăng ra được chỗ này 25 hay cô chú anh chị? Tổng vành đế là 75 ha. Rồi đế số lô mới được 15 cô chú anh chị ơi. Rồi đến với cây mã 36 này xin giao lưu giá 400 ngàn cô chú anh chị ơi. Cây chà bá luôn có 400 ngàn à. Quá dễ chơi cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục cái mã 37 ha. Mang vàng luôn mấy cô chú anh chị, cây này có cái cành phóng ra nha cô chú ha. Dạng cây này như cây trực phóng ha cô chú anh chị. Đáng giờ không thích thì mình cắt luôn, mình lợp ngón lá mình chơi cô chú anh chị ơi. Đế cũng khá đẹp. Dạ cây cao được 79 nè. Đường kính bào dài nhất là 55 à. Hoành thăng ra được chỗ này 24 à. Dạ đế nôm sổ là 20 theo cô chú anh chị. Tổng loại đế là 1m3 ha. Đến với cây mã 37 này xin giao lưu giá 800 ngàn ha. Cây mã 38 hay của chú anh chị? Cái này cũng là tàn dù ok á cô chú anh chị. Để nó gói gói ha cô chú anh chị. Già dữ lắm, già. Dạ cây cao được 62 à. Đường kính bào dài nhất là 45 à. Hoành thăng đâu được chỗ này 16 hay cô chú anh chị? Dạ tổng nồi đế đó được mét đúng ha. Đế số nô nó 15 ha. U nú bú tùm lum hết trơn cô chú anh chị ơi. Rồi đến với em mã 38 này xin giao lưu giá 700 ngàn ha. Dễ chơi dễ ghép nha cô chú anh chị. Tiếp tục cây mã 39 nha cô chú anh chị. Cây cuối clip của con ngày hôm nay luôn ha. Đó, nguyên cái nồi đế ha. Dạ cây cao là 45 à. Đường kính bầu dài nhất là 40 à. Mình thăng ra được chỗ này 15 ha. Dạ tổng nồi đế là 75 của chú anh chị ơi. Dạ đế số nôm là 15 ha. Đến với cây mã 39 cây cuối clip của con ngày hôm nay xin giao lưu giá 500 ngàn ha. Dạ 500 ngàn chú anh chị. Dạ có 500 ngàn à. Mấy bên em là mai giường không ha. Mai già ha cô chú anh chị. Mà cây dài xị dễ chơi lắm cô chú anh chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ con clip này ha, để động lực kiếm những cây đẹp hơn về phục vụ cô chú anh chị gần xa ha. Dạ em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị nha.